Đối với thanh hương vị xúc pháp giới không phát sanh tưởng hoặc có thể nghĩ bàn hoặc không thể nghĩ bàn. Đối với nhãn thức không phát sanh tưởng hoặc có thể nghĩ bàn hoặc không thể nghĩ bàn. Đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý giới không phát sanh tưởng hoặc có thể nghĩ bàn hoặc không thể nghĩ bàn. Đối với nhãn xúc không phát sanh tưởng hoặc có thể nghĩ bàn hoặc không thể nghĩ bàn. Đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc không phát sanh tưởng hoặc có thể nghĩ bàn hoặc không thể nghĩ bàn. Đối với các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không phát sanh tưởng hoặc có thể nghĩ bàn hoặc không thể nghĩ bàn. Đối với các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra không phát sanh tưởng hoặc có thể nghĩ bàn hoặc không thể nghĩ bàn. Đối với bố thí ba la mật đa không phát sanh tưởng hoặc có thể nghĩ bàn hoặc không thể nghĩ bàn, cho đến đối với bát nhã ba la mật đa không phát sanh tưởng hoặc có thể nghĩ bàn hoặc không thể nghĩ bàn. Đối với pháp nội không không phát sanh tưởng hoặc có thể nghĩ bàn hoặc không thể nghĩ bàn, cho đến đối với pháp vô tính tự tính không không phát sanh tưởng hoặc có thể nghĩ bàn hoặc không thể nghĩ bàn. Đối với bốn niệm trụ không phát sanh tưởng hoặc có thể nghĩ bàn hoặc không thể nghĩ bàn, cho đến đối với tám chi thánh đạo không phát sanh tưởng hoặc có thể nghĩ bàn hoặc không thể nghĩ bàn. Như vậy cho đến đối với mười lực của Phật không phát sanh tưởng hoặc có thể nghĩ bàn hoặc không thể nghĩ bàn, cho đến đối với 18 pháp Phật bất cộng không phát sanh tưởng hoặc có thể nghĩ bàn hoặc không thể nghĩ bàn. Đối với tất cả môn Đà La Ni không phát sanh tưởng hoặc có thể nghĩ bàn hoặc không thể nghĩ bàn. Đối với tất cả môn Tam Ma Địa không phát sanh tưởng hoặc có thể nghĩ bàn hoặc không thể nghĩ bàn. Đối với trí nhất thiết không phát sanh tưởng hoặc có thể nghĩ bàn hoặc không thể nghĩ bàn. Đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không phát sanh tưởng hoặc có thể nghĩ bàn hoặc không thể nghĩ bàn, thì Đại Bồ Tát này tu hành bát nhã ba la mật đa mau được viên mãn. Hết quyển thứ 438.